Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái mẫu động cơ mới 12V 600W có chân đế. Hôm trước thì có bán một loại là không chân đế và tốc độ là 45 vòng trên phút. Thì hôm nay bán một loại khác là loại có chân đế và tốc độ là 180 vòng trên phút. Đây là tốc độ của nhà sản xuất đưa ra. Đấy, một số các cái kích thước thì bên em sẽ giới thiệu sơ bộ về chiều dài thân động cơ là 11,5 cm, chiều dài tổng thể là 19 cm. Đấy, và đường kính động cơ là 11,5 cm. Động cơ là có chân đế, nhông của nó là sử dụng nhông vừa với lại xích xe máy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 răng. Sử dụng xích xe máy, nhông rất là dày các bạn nhé. Bên em có bán nhông thay thế, nhưng mà nó sẽ là nhông 14 răng. Trọng lượng của động cơ đây, trọng lượng của động cơ là 3,8 kg các bạn nhé. Đấy, vậy là một số các cái thông số chi tiết. Điện áp thì bên em là điện áp chuẩn 12V 600W các bạn nhé, không phải là điện áp 24, điện áp chuẩn 12V luôn nhé. Đấy. Thì các bạn mua hàng lưu ý này, với những cái dòng động cơ 2 dây như thế này ấy, tất cả những cái dòng động cơ ấy, nó đều chạy được điện áp từ cao đến thấp. Tuy nhiên ấy, thì mình chạy chuẩn vôn của nó ấy, thì hiệu suất nó sẽ đạt là cao nhất. Đấy, thì như con này là tốc độ là 180 vòng trên phút ấy. Các bạn làm xe đẩy hàng hoặc là làm tời rất là phù hợp. Tời thì có thể dùng con 45 vòng trên phút thì nó sẽ khỏe hơn. Con này thì dùng làm xe đẩy hàng hoặc là một số những cái xe đồ chơi tốc độ cao hơn một chút thì có thể sử dụng loại này được. Đấy. Đây là kích thước tổng thể của nó như vậy và cân nặng là như thế. Mọi chi tiết đặt hàng hoặc link đặt hàng mình có để dưới phần mô tả sản phẩm. Các bạn có thể vào đó đặt hàng hoặc là gọi điện trực tiếp bên em. Các bạn lấy số lượng nhiều hơn có thể alo để thương lượng giá cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.